Chào mừng tất cả các bạn đến với bài đọc tin của Thi Thi. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào mà Thi up lên trên kênh. Mấy hôm gần đây thì xôn xao sự việc hai ngư dân đã vớt được một quái thú hai đầu dưới biển Cà Mau. Chính xác là vào hôm 17 tháng 7 thì trong lúc đi làm biển bắt ốc móng tay, hai thanh niên ở cửa biển Vàm Xoáy đã vớt được một bức tượng quái thú hai đầu. Tượng con vật này khá là giống con kỳ lăn, có sừng nặng hơn 40 kg. Sau vụ việc xôn xao thì người dân gọi tạm đây là kỳ lăn hai đầu. Phía ngoài bức tượng có màu vàng đồng, cho nên mọi người cho rằng bức tượng này được làm từ đồng và nó là một loại cổ vật có giá trị. Lý Tây Đô là một trong hai thanh niên nhặt được bức tượng kể trên. Tụi em đang mò ốc thì đụng phải nó, thấy hình thù kỳ quái hai đầu có sừng nhìn rất sợ. Ban đầu tụi em định bỏ đi, nhưng nghĩ là đem về bán thì tỏ te cũng có chí tiền Thế nên đã lấy về Nó nằm cách biển khoảng 500 mét ngay cửa biển vàm xoáy Quý vị biết không, thường thì người dân nhặt được cổ vật thì họ ít khi trình báo cơ quan chức năng bởi vì sợ bị tịch thu. Nhưng mà trong vụ việc này thì người nhặt được tượng lại đi trình báo, tất nhiên là do có mâu thuẫn. Anh Lý Tây là cha ruột của Đô, là người trực tiếp rửa ráy và lưu ý tượng trong nhà cho hay tượng này hiện tại đang bị đồn biên phòng ở phú tân giữ do trước đó cha của tâm là một thanh niên đi cùng đô mang tượng đi qua phú tân tìm mối bán do nhiều ngày ông ấy bán không được mà cũng không chia tiền lại tự ý mổ bụng tượng ra để lấy cái gì đó mà tôi nghe nói là có rất nhiều đồng tiền cổ cho nên tôi ức tôi đi báo chính quyền và cho đến hình ảnh mới nhất là vào ngày hôm qua 27 tháng 7 thì hình ảnh chụp bức tượng quái thú hai đầu này lại hoàn toàn khác biệt so với những hình được cung cấp ban đầu. Thật bất ngờ là trong bức tượng có màu sắc nhợt nhạt không còn ánh vàng đồng giống như những ảnh chụp lúc ban đầu. Hiện tại thì bức tượng này đang được Đồn Biên Phòng Cái Đôi Vàng Phú Tân Cà Mau tạm giữ để làm rõ và hỗ trợ giải quyết tranh chấp giữa hai gia đình. Đồn trưởng Đồn Biên Phòng Đắt Mũi Ngọc hiển Cà Mau thiếu tá Huỳnh Văn Bảo nhận định rằng đây không phải là đồ cổ và cũng chẳng có giá trị gì. Nhưng mà hiện tại người dân địa phương vẫn đồn thổi nó là cổ vật và có giá trị phải vài trăm triệu đồng. Nhiều người còn cho rằng là bên trong bức tường còn có nhiều đồng tiền vàng cổ. Được biết là hiện tại Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cà Mau đã phân công cho Bảo tàng Cà Mau tiến hành giám định quái thú hai đầu. Thế nhưng cán bộ chuyên môn bảo tàng hiện tại thì vẫn chưa tiếp cận được bảo vật kia. Trong khi đó thì theo tiết lộ của người trong cuộc tranh chấp bức tượng kể trên, sau khi rửa sạch bức tượng đã chuyển sang màu trắng bạc, thay vì màu đồng giống như lúc ban đầu mới nhặt từ dưới biển lên. Theo nguồn tin của báo Tiền Phong, ngay sau khi vứt lên bức tượng quái thú hài đầu được đem về nhà của anh T cắt giữ, một người bạn thân thiết của anh T đã đem một phần răng bị gãy của bức tượng, đem tới tiệm vàng để thử. Và lớp ngoài cùng là đồng thạch nhưng rất mỏng, còn phía trong là kim loại thau và các lớp tạp chất khác mà tiệm vàng cũng không hay. Tôi khẳng định tượng nhặt được là mạ đồng, giá trị thấp. Một người chứng kiến cuộc giám định kể lại. Trước đó thì thiếu tá Huỳnh Văn Bảo đã tiết lộ là trước đây có một nhóm người lạ mặt đến địa phương thuê chợ những vật hình giống giống như là tượng quái thú hai đầu kể trên. Bước đầu thì chúng tôi xác định nó không phải là cổ vật. Trước đó có người đã thả nó xuống biển, và có thể đây là một trò lừa gạt, tuy nhiên thì chúng tôi vẫn chưa có kết luận cuối cùng, thiếu tá Huỳnh Văn Bảo nói. Cũng theo thiếu tá Huỳnh Văn Bảo, đơn vị đã làm việc với người lái cano chở nhóm người làm mặt kề trên ra biển. Theo thông tin được đăng tải trên báo Tiền Phong, vào tháng 12 năm 2018, một ô tô mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh chờ bốn người đàn ông đến chợ đất mũi. Nhóm người này nói giọng miền Trung hay là miền Bắc chỉ đó. Họ bỏ ra hàng chục triệu đồng và thuê một chiếc cano đi ra biển. Người lái cano chờ bốn người đàn ông đi ra biển. Nhóm người này mang theo 8 tùng cắt tông nặng khoảng từ 2 đến 300 kg, yêu cầu ra biển và hướng về hòn khoai. Khi cano chạy được khoảng 5 km, gặp sóng to, người lái cano định dừng lại. Tuy nhiên thì nhóm người thuê cano động viên là ông nên chạy tiếp và sẽ trả thêm 10 triệu. Cano chạy được khoảng vài km, nhóm người này dùng máy định vị để xác định vị trí. Họ nói tới đây được rồi, sau đó thì họ trả tôi đủ 30 triệu như đã thỏa thuận, yêu cầu thả trôi cano để lên lượt thả 8 thùng các tông xuống biển. Vị trí thả các thùng các tông cách nhau khoảng 100, g... 100 mét. Khi trở lại đất liền thì họ nhanh chóng rời khỏi địa phương, người lái cano cho biết. Theo như những thông tin tên thì có thể nói là đây không phải là cổ vật mà bị một nhóm người nào đó cố tình thả xuống biển để giả làm cổ vật, có lẽ là để phục vụ cho mục đích lừa đảo là cổ vật của nhóm người này. Nếu thực sự muốn biến kỳ làn hai đầu này thành cổ vật thì ít nhất nhóm người này cũng nên đúc nó từ đồng chứ chỉ trong một thời gian ngắn mà lớp đồng này đã bị ăn mòn gần hết. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng xác định nó không phải là đồng nữa rồi.